Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2023, một cầu số tự động màu đen. Thì chiếc xe này mới về bên em được khoảng tầm 1 tuần và bên em đã lắp phụ kiện và chuẩn bị giao cho khách hàng. Chiếc xe này đã ra mắt sau 2 năm chờ đợi bởi vì là cái tiêu chuẩn mới về khí thải đối với cả máy dầu. Thì sau một thời gian 2 năm là để cải tiến về máy cũng như là để cái cơ sở vật chất của chúng ta đạt được cái mức tiêu thụ mức dầu là đạt tiêu chuẩn Euro 5 thì chúng ta đã mang về được một chiếc Hilux. Giá chiếc xe bản một cầu 2023 này số tự động là 852 triệu thì với cái giá này thì để lăn bánh chiếc xe này là anh chị cần cho em khoảng tầm 900. Chưa tính các chi phí phụ kiện bởi vì chiếc xe bán tải nó rất là đặc thù, ví dụ như lắp thùng này hay là độ những cái chi tiết khác thì chi phí nó sẽ tùy theo cái nhu cầu của cá nhân. Còn lăn bánh thì nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 900. Thì đầu tiên là em đã báo cho anh chị về cái giá bán. Ngoài ra thì em sẽ cập nhật cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux màu đen phiên bản 2023 một cầu này. Thì như anh chị thấy bên cạnh em là một chiếc xe hai cầu số tự động của đời 2020. Thì ở chiếc xe ngày xưa ấy, phiên bản 2020 ấy, thì cái đầu xe của bản một cầu số tự động thì cái form nó vẫn như thế này. Tuy nhiên là nó dùng cái bộ đèn là bộ đèn halogen phản xạ đa hướng, thì hiện tại đã được nâng lên cái bộ đèn bi-led, nó giống với cái bộ đèn của bản Hilux hai cầu số tự động ngày xưa. Nên chỉ đèn giống hệt nhau và nó chỉ khác nhau một vài cái đường chrome ở phía bên trong đèn thôi, còn cái hiệu năng cũng như là về chức năng thì nó tương tự nhau. Ngoài ra một thay đổi lớn nữa là chiếc xe này được nâng lên cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 và đồng nghĩa với anh chị sử dụng giúp em là cái dầu cũng đạt tiêu chuẩn Euro 5 giúp em. Như chị thấy là đây là một chiếc Hilux một cầu số động 2023 và đứng cạnh nó là một chiếc Hilux hai cầu 2020. Thì cái form của nó cơ bản thì vẫn như vậy. Và em sẽ giới thiệu anh chị về đi một vòng nội thất. Vừa rồi em đã báo cái giá lăn bánh cũng như một vài cái thông tin thay đổi lớn. Như chị thấy ở đây là đã sử dụng cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 và cũng khuyến cáo là sử dụng nhiên liệu dầu Euro 5 giúp em. Còn đây là em sẽ đi một vòng xung quanh nội thất. Chiếc xe này thì đã được nâng lên là cái nắp thùng cao có đèn. Nó kết nối với cả đèn phanh ở đây, cũng như là đây là nắp thùng cao thì khi mà anh chị sử dụng ấy, nó có thể là để đồ trong ngoài thì không lo bị nước cũng như là các cái yếu tố khác. Về nội thất thì em sẽ đi vào nội thất cho anh chị. Chiếc xe này thì cũng đã được bọn em đổ khá nhiều cái option thêm cho xe. Ngoài ra cái đèn thì đã được nâng lên theo zin rồi. Còn về nội thất là bên em đã độ cho chiếc xe này cái bộ ghế da là màu đen, khâu chỉ quả chám màu xám. Thì ngoài ra thì cũng được lắp thêm cái bộ trải sàn da. Em sẽ phép vào trong xe giới thiệu thêm cho anh chị. Chìa khóa thì vẫn sử dụng chìa cơ và trong phần nội thất thì nó không khác nhiều so với cái phiên bản 2020. Nó khác thêm một, nó có một điểm khác là cái màn hình này đã được nâng lên là màn hình đẹp hơn, to hơn. Có nhiều chức năng hơn so với phiên bản ngày xưa. Còn điều hòa vẫn là cụm điều hòa chỉnh cơ, một dàn lạnh. Ngoài ra thì ở phía bên đây này anh chỉ thấy có một khuyến cáo ở đây là chiếc xe này là đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, nó hơi bị lóa một chút. Thì nó sẽ có cái hệ thống lọc khí bụi, khí xả của dầu diesel DPF thì nó sẽ giúp cho anh chị là lọc khí xả. Và ở đây có cái nút để xả cái khí thải ra, nó hơi tối một chút, nó ở đây. Để em mở cửa ra cho nó sáng. Nó sẽ nằm ở đây, cái nút xả khí thải. Anh chị lưu ý giúp em khi sử dụng chiếc xe này thì anh chị tìm những cái nơi thoáng mát và không gần các vật liệu của gây nổ thì cháy nổ thì mình giúp em là xả ở đó, nó sẽ có cái đèn cảnh báo trên này. Ngoài ra thì xe được nâng cấp lên cả loa nữa, đã có cái 6 loa và có cả loa trên cả cái trụ A này. 6 loa, 4 loa phía trước và 2 loa cánh cửa phía sau. Còn đây là về nội thất của xe. Cơ bản là chiếc xe này 2.4 lít máy dầu thì đi rất là bốc rồi, rất là tiết kiệm và bốc để phù hợp với các nhu cầu của anh chị về sử dụng xe bán tải. Và đặc biệt một cái thông tin nữa là chiếc xe này cái độ tải của nó rất là lớn. Ngoài ra thì xe được trang bị là 6 cảm biến, có nút tắt bật cảm biến ở đây, khóa cửa mở cửa, gương chỉnh điện. Và ở đây có đèn auto anh chị nhé. Như em nói là chiếc xe này là được nâng lên cái đèn giống như cái phiên bản 2020 hai cầu số tự động thì là có đèn auto, có đèn sương mù. Còn bên này là gạt mưa.
Còn ngoài ra có một cái chức vài chức năng hay hay, ví dụ như là cruise control, chiếc xe này 2.4 máy dầu bán tải nhưng vẫn được trang bị cruise control, giữ ga tự động cho anh chị. Còn đây là cái núm để điều chỉnh các cái chức năng của màn hình đa thông tin của màn hình đa phương tiện, qua bài này, rồi tăng giảm âm lượng, nút mốt âm thanh hoặc là tắt tiếng, các loại giọng nói nghe và nghe gọi ở hai nút này, và cái phím bên này để điều chỉnh cái màn hình đa trong thông tin ở bên này. Còn phía bên này em giới thiệu là điều chìa khóa thì vẫn dùng chìa khóa cơ, rất là cơ khí. Điều hòa chỉnh cơ, cần số thì vẫn giống ngày xưa. Có hai chế độ lái là Eco, Normal và Power. Đẹp. Phanh tay thì tất nhiên rồi, chiếc xe bán tải thì dùng phanh tay cơ. Một chút nữa là khi em vào trong nội thất em sẽ quay anh chị chi tiết hơn với chiếc ghế bọn em độ. Đây là ghế bọn em lắp thêm với chi tiết là chỉ màu xám và ghế màu da màu đen, nó phù hợp với cả nội thất này của xe. Xe thì được trang bị một vài cái dãy mạ bạc như này và đa số sẽ dùng nhựa đen, thì nó cái ghế này rất phù hợp với cả cái nội thất của xe. Đây em sẽ quay cho chị cái anh chị là cái hàng hai của xe. Và cái thùng này nhá, cái thùng này nó sẽ có cái kính thông với cả đằng sau này, anh chị có thể kiểm tra nhìn đằng sau. Còn đây là phía đằng sau của xe, cũng được sử dụng là ghế, cũng được độ lên là ghế da khâu chỉ quả chám màu xám, phù hợp với cả cái nội thất phía sau. Còn đây là như em giới thiệu, đây là hai loa phía sau, cánh bên cánh cửa này một chiếc và bên phía bên kia một chiếc. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị, thứ nhất là về giá bán, và cái thứ hai là về cái ngoại thất nội thất về xe hai lắc 2023 một cầu số tự động. Mọi anh chị nào quan tâm đến vấn đề khác, ví dụ như là màu xe, lịch xe, giá xe, hay là các vấn đề về trả góp, bởi vì chiếc xe này nó rất đặc biệt, là chiếc xe bán tải, hay là cái chính sách về trả góp, hay là chi tiết về chi phí lăn bánh của công ty hay của cá nhân, rồi phải trả góp được bao nhiêu, thì anh chị liên hệ giúp em vào số hotline trên màn hình. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.